Xin chào anh em. Và trong video này em Tú sẽ review trên tay giao lưu với anh em mình một chiếc đồng hồ Omega thuộc bộ sưu tập The Vinhomes Vision với thiết kế sa mặt 41mm. Nó sẽ dành cho anh em có cổ tay vừa, cổ tay to, trên tay rất là đẹp, khỏe và lịch lãm. Với chiếc đồng này chúng ta sẽ có thiết kế thân vỏ bằng vàng hồng nguyên khối, dây da nâu đen, khóa bấm chống gập bằng vàng nguyên khối. Và với tình trạng một chiếc đồng hồ hàng sũng lướt còn rất đẹp và mới, chúng ta sẽ có đầy đủ phụ kiện đi kèm, hộp, sổ, thẻ như đằng sau đây ạ. Và quan trọng nhất đó là hai tấm thẻ đi kèm của chiếc đồng này, tấm thẻ bảo hành chính hãng và tấm thẻ chứng nhận bộ máy. Thì với chiếc đồng này, anh chủ cũ anh ấy mua tại cửa hàng của em Tú vào những tháng đầu 2023, thì đến thời điểm hiện tại thì đã trải nghiệm xong và đã đổi sang một chiếc đồng hồ khác đẹp hơn và chia lại cho em Tú chiếc đồng này. Về tình trạng ở phần thân vỏ, chúng ta có thể thấy được đó là những cái vết xước răm trên phần thân vàng nhá. Và về bộ dây đi kèm thì sẽ là một bộ dây cá sấu handmade màu nâu đen mới 100% mà em mới đặt riêng cho chiếc đồng này. Còn bộ dây zin thì sau khoảng tầm hơn một năm anh khách cũ đeo và sử dụng thì bộ dây zin đó nó cũng đã xấu mất rồi, thì em Tú cũng đã bỏ đi, thay thế vào đó đó chính là một bộ dây cá sấu handmade mới 100% này. Về thiết kế mặt số, chúng ta sẽ có mặt màu trắng ngà nhé. Và trên phần mặt số này được hoàn thiện bởi các chi tiết vô cùng tỉ mỉ. Bao quanh phần mặt số chính là một cái vòng tròn và sẽ được thiết kế phay xước có màu xám rhodium cực kỳ đẹp. Và chúng ta sẽ có các bộ kim cọc số bằng vàng. Riêng phần kim dây sẽ là kim lung xanh. Và với kim lung xanh này, nó cũng sẽ rất nổi bật trên phần mặt số chiếc đồng này. Khi mà chúng ta nhìn nghiêng hay có bất cứ ánh sáng đi qua thì với cái kim lung xanh này nó cũng có sự chuyển sắc từ màu xanh đậm sang màu xanh la vi rất đẹp nhé. Với thiết kế mặt kính thì vẫn sẽ là mặt kính sapphire cong nguyên khối có phủ aro chống lóa, giúp cho mặt kính trở nên trong suốt và giảm cường độ sáng khi mà có ánh sáng mạnh đi qua. Nó sẽ làm cho những cái chi tiết của mặt số ánh sáng lên rất đẹp và bắt mắt. Với thiết kế thân vỏ, chúng ta sẽ có thân vỏ bằng vàng hồng nguyên khối và ở phần thân vỏ của chiếc đồng này sẽ có những cái sự kết hợp rất là đẹp và tinh tế, đó là những mặt cạnh đồng hồ được làm bằng sapphire. Và chúng ta có thể thấy được đó là mặt kính sapphire này được trang bị ở 4 phần cạnh thân của đồng hồ, nó sẽ đi liền với phần thân vỏ tạo một cái vẻ mềm mại và rất tinh tế nhé. Ở bên tay phải chúng ta sẽ có thiết kế lúm chính của đồng hồ với logo thương hiệu của hãng ở chính giữa. Bên cạnh lúm thì vẫn sẽ những cái rãnh khía để chúng ta có thể rút ra một lớp là chỉnh lịch, và rút lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ nhé. Còn đây chỉ là bộ dây đi ạ, một bộ dây cá sấu màu nâu đen nhé. Và bộ dây này em đặt đúng theo cái thông tin thông số về bộ dây zin của hãng, bởi vậy thì anh em nhà mình có thể trải nghiệm rất tuyệt vời với bộ dây handmade này. Chúng ta sẽ có thiết kế khóa bấm chống gập bằng vàng nguyên khối, logo thương hiệu của hãng nổi bật ở chính giữa. Và chúng ta có thể thấy được đó là những chi tiết của bộ khóa này vẫn còn rất là mới, chỉ có sức hấp nhẹ nhàng mà thôi. Ở mặt sau sẽ có dòng chữ Omega, triện ao 750, cân tiểu ly, đầu chó Vela và triện mã số seri khóa đây ạ. Mặt sau dây thì vẫn sẽ có đầy đủ những cái thông số như một bộ dây zin có logo thương hiệu của hãng. Và chúng ta có thể thấy được đó là mặt sau đáy của đồng hồ sẽ là một mặt đáy hở, và chúng ta sẽ có đó chính là bộ máy Omega Coiso 8501. Với bộ máy này chúng ta sẽ có một bộ máy in-house của nhà Omega với thời gian tích cót đạt được lên tới 55 tiếng, và chúng ta sẽ có chuẩn độ chính xác cho meter cộng trừ không quá 4 đến 6 giờ ngày. Và chúng ta sẽ có thiết kế củ văng cầu cân bằng bằng vàng nguyên khối, vành panel wheel được trợ silicon 14 giúp cho bộ máy có thể chống nhiệt, chống sốc rất tốt. Và với bộ máy này chúng ta có thể thấy được đó là độ hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ, với toàn bộ chi tiết máy được hoàn thiện bởi các điểm đề co vân xoáy phay xước rất đẹp. Bên ngoài mặt đáy chúng ta sẽ có dòng chữ 100m tương đương với 330 feet được khắc nổi trên phần mặt đáy này, và dòng chữ Hao Vision. Các phần càng sẽ có đầy đủ mã số seri của đồng hồ, triện nhà Omega, triện cân tiểu ly, đầu chó Vecna, triện ao 750. Thiết kế của chiếc này thì chúng ta sẽ có đoạn size mặt 41mm và độ dày chiếc này nó sẽ rơi khoảng tầm 10mm, và nó sẽ dành cho anh em có cổ tay khoảng tầm từ 16cm trở lên nhá. Em Tú sẽ là cổ tay 16.5, và bây giờ thì em Tú sẽ ướm thử trên tay của em đi ạ. Trên tay của em thì là một chiếc đồng hồ với thiết kế khá là vừa vặn với cổ tay của em, bởi vậy thì những anh em có cổ tay tầm như em nhỏ hơn một chút, 16 trở lên là đeo rất đẹp với chiếc Omega này. Với chiếc này thì em Tú đang có mức giá giao lưu rất tốt gửi tới anh em mình 225 triệu nhé.
Và hiện tại thì em đang sẵn sàng giao lưu tại cửa hàng ở địa chỉ Hà Nội và em cũng có shop trong thành phố Hồ Chí Minh, có thể nhận giao lưu trực tiếp trên toàn quốc. Và anh em nhà mình muốn giao lưu đổi cát thì em Tú vẫn sẽ hỗ trợ anh em mình nhé. Số tại hotline em có để góc màn hình, anh em mình cần em tư vấn hỗ trợ thì có thể gọi điện trực tiếp cho em ạ. Cảm ơn anh mình đã theo dõi, em xin kết thúc video tại đây.